Chào mọi người, tôi mua một cái hộp có hai quả bóng cứu hỏa để đề phòng trong cái trường hợp có cháy thì có thể dập. Bây giờ tôi mở ra xem cái bóng cứu hỏa này, tức là khi mà có đám cháy thì có thể nó đứng ở cách đấy mấy mét và có thể hút vào đám cháy. Nó khác cái bình cứu hỏa ở chỗ là không phải đến lại quá gần, có thể đứng từ xa khoảng vài mét. Nó có cái hay riêng của nó nên tôi mua hai quả để dự trữ. Đây, một, hai. Đây, có giá đỡ. Đây, bóng cứu hỏa. Nếu mà có đám cháy từ xa ta cứ cầm cái này ta ném vào. Đấy là thiết kế của họ là như vậy. Và nó tự vỡ ra, ta không cần phải đến gần quá gần đám cháy. Để như thế này. Quả thứ hai. Cũng tương đương như vậy. Có giá đỡ. Trong cái quả này là có 1,3 kg cái chất chống cháy, cái chất chữa cháy. À, tôi giữ có hai quả. Các thông tin về cái chất chữa cháy này nó cũng không đắt lắm đâu, cũng chỉ hơn mỗi quả nó hơn một cái bình cứu hỏa một tí thôi. Xin chào các bạn.